Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Phạm Công Tùng, chuyên viên kỹ thuật Sales Engineer của công ty PGTech Việt Nam. Rất vui lại được giới thiệu tới quý vị và các bạn các giải pháp kỹ thuật mà công ty PGTech đang tư vấn và cung cấp. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với những video về những sản phẩm công nghệ cao của hãng Benimo mà công ty PGTech đang tư vấn và cung cấp. Hôm nay tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm công nghệ cao, một sản phẩm vô cùng quan trọng, vô cùng đặc biệt trong hệ thống HVAC nói chung. Đó là dòng sản phẩm công tắc chênh áp 01 APS-1 series, hay cũng có thể gọi là cảm biến chênh áp khí của hãng Benimo Thụy Sĩ. Đây là một thiết bị rất đặc biệt với việc dùng để báo chênh lệch áp suất trong và ngoài ống gió để báo tín hiệu, điều khiển quạt, thông gió, khí. Ở đây tôi có chuẩn bị sẵn một số mẫu công tắc chênh áp để quý vị các bạn có thể có một cái nhìn trực quan hơn về sản phẩm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về công tắc chênh áp 01 APS-1 series này nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, trước mắt quý vị và các bạn đang là một chiếc công tắc chênh áp với model 01 APS-10U của hãng Benimo Thụy Sĩ. Đây là công tắc có dạng hình tròn, phần nắp bên trên này có màu trắng trong và hơi nhám, phần dưới thì có màu cam. Hãng Benimo cũng có dán tag ở ngay đây. Trên tag có ghi rõ model là 01 APS-10U. Bên cạnh có ghi là giải áp suất từ 50 đến 500 Pa. Chuyển mạch chênh áp là 20 Pa và có cấp bậc bảo vệ là IP54. Ở ngay phần trên nắp màu trắng trong này có một con ốc. Khi tháo con ốc này ra, chúng ta có thể mở được nắp và quan sát bên trong. Bên trong có một núm vặn màu trắng để điều chỉnh áp lực cân bằng giữa hai vị trí. Bên cạnh có ba chân để đấu nối tiếp điểm. Ngoài ra còn có hai lỗ lấy khí chênh áp tại hai điểm khác nhau. Tại đây các bạn có thể nhìn thấy ký hiệu P trừ và P cộng tương ứng với hai điểm áp suất âm và áp suất dương được đặt tại hai vị trí khác nhau. Chiếc công tắc này có trọng lượng khá là nhẹ và có ba chân để có thể nắp đặt bắt vít. Kính thưa quý vị các bạn, công tắc chênh áp được nắp đặt có hai đầu được nắp đặt tại hai vị trí khác nhau, một đầu nắp tại vị trí A, một đầu nắp tại vị trí B, với mục đích là để so sánh sự chênh áp giữa hai vị trí này. Khi mà công tắc phát hiện vị trí A hay là vị trí B có sự chênh lệch về áp suất, công tắc sẽ báo tín hiệu lên trung tâm, từ đó trung tâm sẽ điều khiển quạt hút hay thông gió để cân bằng áp suất ở hai vị trí này. Ngoài ra, PGTech có nhận được rất nhiều yêu cầu hỗ trợ về việc khi lắp đặt công tắc chênh áp, các đơn vị đều có phản hồi là công tắc không có tín hiệu trả về. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, đó là khi lắp đặt chúng ta để ý phần đầu ống chênh áp có một đầu bị vát. Phần đầu vát này sẽ được quay ra hướng để đón không khí và gió. Như thế thì công tắc chênh áp mới hoạt động được một cách chính xác và đúng được. Một số ứng dụng khá thực tế và cần thiết đối với dòng công tắc chênh áp này, đó là công tắc chênh áp này còn có thể lắp được ở khu vực cầu thang bộ, phục vụ cho việc phòng cháy chữa cháy. Khi xảy ra sự cố cháy, khói sẽ tràn vào hệ thống cầu thang bộ, sẽ làm tăng áp suất khu vực này. Lúc này, công tắc chênh áp phát hiện và gửi tín hiệu về trung tâm. Trung tâm sẽ điều khiển các quạt gió ở trên tầng thượng mở để giúp thông gió, giúp cho người thoát hiểm không bị ngạt khí, ngạt khói. Ngoài ra, công tắc chênh áp còn giúp phát hiện bụi bẩn trong FCU và AHU. Khi không khí đi qua màng lọc trong AHU và FCU sẽ mang theo bụi bẩn bám vào các màng lọc này. Khi màng lọc dính bụi bẩn, lượng không khí đi qua sẽ giảm, sẽ làm tụt áp suất so với mức áp suất cài đặt. Lúc này, công tắc sẽ báo tín hiệu về cho chúng ta biết để kịp thời vệ sinh. Kính thưa quý vị các bạn, nói tới Benimo là người ta biết đến với thương hiệu của một nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các thiết bị cảm biến, van điều khiển, động cơ điều khiển van gió hàng đầu thế giới cho ngành công nghiệp HVAC. Có trụ sở tại Mỹ với nhiều nhà máy đặt tại Thụy Sĩ, Mỹ, Đức, Úc, Benimo đã tạo ra rất nhiều dòng sản phẩm ưu việt, thông minh và tiết kiệm năng lượng nhất.
Tự chụp lại dòng công tắc tranh áp 01 APS-1 series của hãng Benimo Thụy Sĩ đã mang lại cho hệ HVAC rất nhiều sự độc đáo, tiện lợi khi mà dòng công tắc tranh áp này có những ưu điểm nổi trội sau: thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, hoạt động chính xác, mạnh mẽ, bền bỉ. Quá trình đo đạc được diễn ra liên tục, lặp đi lặp lại với tần suất cao. Công tắc có tuổi thọ cao và không cần bảo dưỡng. Sản phẩm luôn có giấy chứng nhận hiệu chuẩn của hãng. Từ những điều tôi đã phân tích và trình bày bên trên, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng dòng công tắc tranh áp 01 APS-1 series của hãng Benimo để giúp cho hệ thống của mình để hoạt động một cách hiệu quả và chính xác. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị các bạn vui lòng truy cập vào website www.pgtech.com.vn hoặc gửi thông tin qua địa chỉ email sales@pgtech.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0962 875 986 để nhận được những ưu đãi tốt nhất, những tư vấn cụ thể nhất về các giải pháp. Quý vị các bạn nếu thấy video này có ích, hãy ấn like và share video này, hãy đăng ký kênh YouTube PGTech Việt Nam, hãy đăng ký để nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào về giải pháp mà công ty PGTech đang tư vấn và cung cấp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.